Thưa quý vị và các bạn, việc phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc trong những năm gần đây, đi cùng với đó là lượng chất thải chăn nuôi cũng ngày một nhiều hơn, giúp bà con có nguồn phân bón để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, khi chất thải chăn nuôi không được xử lý triệt để thì lại chính là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân và tác động tiêu cực đến chất lượng nông sản. Phân gia súc được phơi trong sân, ngay trước hiên nhà và thậm chí là gia súc còn được cất trữ cả vào trong nhà vào những ngày mưa, không phải là hình ảnh hiếm gặp ở nhiều khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nuôi nhốt gia súc trong nhà hoặc làm chuồng nuôi ngay trước cửa ra vào như thế này cũng là thực trạng còn phổ biến ở nhiều nơi. Mặc dù cách làm này giúp người dân bảo vệ khối tài sản lớn nhất của gia đình, nhưng chất thải gia súc lại đang tác động xấu đến sức khỏe của mỗi gia đình. Biết là bẩn rồi nhưng mà không có cái nhà chuồng ngựa để phải làm đây đấy. Nhưng mà như thế này thì trẻ con nó ra nó chơi thì làm thế nào? Thì mình phải xem nó, mình phải nói cho các con là chỗ đó là bẩn thì phải chơi xa tí, không được nhà cái bẩn nó ăn. Việc chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường đã để lại nhiều hậu quả. Vụ ngộ độc thực phẩm tập thể với 145 người nhập viện cùng có chung một triệu chứng là đau bụng, buồn nôn và đi ngoài xảy ra vào năm 2013 tại huyện Simacai là ví dụ điển hình nhất. Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng tại thời điểm đó cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc tập thể này là do người dân đi đám cưới ăn phải thức ăn bị nhiễm độc từ vi khuẩn trong chất thải gia súc quanh nhà gia chủ. Tôi rất buồn vì mọi người đến ăn cưới con mình mà lại phải đi bệnh viện. Bác sĩ bảo không đến đó kịp thời thì nhiều người đã về với ông bà. Giờ tôi vẫn còn sợ lắm, chỉ mong mọi người nhanh được ra viện thôi. Hiện có gần đến 90% số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ, phân tán. Hơn nữa, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật chăn nuôi nông hộ còn nhiều hạn chế, đặc biệt là về kiến thức phòng chống dịch bệnh, chất thải chăn nuôi không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Phát triển chăn nuôi chưa gắn với xây dựng cơ sở giết mổ tập trung. Quy trình xử lý chất thải chăn nuôi chưa phù hợp dẫn đến quá tải, hoặc chất thải được thu gom vào hệ thống xử lý nhưng không lưu đủ thời gian để phân hủy đã thải ra môi trường gây ô nhiễm. Do cái thói quen sử dụng phân hóa học từ lâu, một thời gian quá dài bà con sử dụng nhiều phân hóa học để mục đích là nâng cao năng suất và cũng như là tiện lợi trong việc sử dụng phân bón. Thế thì từ lâu là nhiều hộ là không sử dụng phân bón phân chuồng làm bón cho cây trồng. Thế cho nên là gây một sự lãng phí rất là lớn. Làm thế nào để chúng ta thay đổi được cái nhận thức của người dân về cái coi chất thải chăn nuôi là cái nguồn tài nguyên quý, thì lúc đó người dân quay trở lại sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Khi chất thải chăn nuôi không được xử lý triệt để sẽ vừa trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của bà con, vừa tạo ra những sản phẩm nông nghiệp không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả những thói quen như vậy cần phải thay đổi để nông sản do nông dân Lào Cai sản xuất ra là những nông sản sạch và an toàn.